Vùng đất chỗ mình ở là trước đây cũng là vùng nông nghiệp, cho nên là xung quanh nhà mình trồng cây dừa rất là nhiều. Rồi cái quá trình đô thị hóa thì cây dừa sẽ bị chặt đi để mình xây nhà ở. Rồi sau đó nữa là còn có những cái quả dừa khô á mà còn sót lại á, mình đưa vào cái chậu lớn để mình trồng, giống như kỷ niệm vậy đó. Thời gian mình có tìm hiểu là ở bạn bè nước ngoài của mình ở bên Indonesia, họ chơi cây dừa rất là nhiều, đặc biệt là cái dừa bonsai. Rồi bắt đầu mình tìm hiểu thông qua những cái kênh YouTube á, tìm hiểu từ đó rồi mình học, mình tập làm và chơi cho đến ngày hôm nay. Về dáng á, thì dáng thì nó thông thường nó có những cái dáng trực, dáng huyền, dáng đổ. Thì đối với bonsai dừa thì những cái dáng đó là những cái dáng phổ dụng. Còn mà để cho mình tạo ra những cái bộ lá ngắn thì cái đó là phải cần có quá trình học hỏi và mình phải thực hành. Thậm chí là nó làm cho nhiều cây dừa nó bị chết nữa chứ không phải là không. Đến bây giờ thì cái tỷ lệ mà cây dừa mình trồng từ nhỏ mà cho đến lúc mà nó thành công á, thì cái xác suất thành công của nó cũng tương đối là cao rồi, trên 90%. Tác phẩm bonsai dừa với mình mà nó đẹp á, thì nó phải tiêu chuẩn của nó, ngoài cái rễ với cái gáo ra, nó quan trọng nhất là cái bộ lá. Cái bộ lá nó phải làm sao mà nó được rẽ lá, lại gọi là rẽ lá đó. Thì nó giống như những cây dừa nó lớn rồi đó, nhưng mà mình thu gọn nó hình dáng bonsai theo tiêu chuẩn là nó ngắn. Và cái cổ của nó là nó phải lùng lực, ta gọi là lùng lực. Lá chẻ đều, nếu mà nói khó thì cũng không phải là quá khó, nhưng mà nó cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Với lại cái quan trọng nhất là mình phải yêu thích nó, mình gọi là đam mê á, thì mình sẽ đi đến cùng được với cái bonsai dừa. Biểu tượng.